Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục tham quan cuộc trưng bày cây cảnh nghệ thuật tại thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là một chi nhánh của Hợp tác xã Hoa và Cây cảnh Thăng Long do anh Trường và anh Linh phụ trách, và cũng là khởi động cho cái vườn sắp mở tại thị trấn Trôi. Xin mời các bác, các anh em xem cây và tham khảo giá. Đây là một cây nguyệt quế. Cây này trên bệ rất là hay này. Bộ tán được làm ấm, tổng thể cây đẹp. Giá cây này là 2,8 triệu. Chân bệ quá khỏe luôn này. Rất nhiều những tác phẩm đẹp được mang đến trưng bày trong đợt này. Các bác anh em xem chi tiết một số tác phẩm và cảm thấy yêu mến tác phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Linh và anh Trường. Số điện thoại ở dưới. Đây là một cây si. Cây này cũng có những cái nét độc đáo. Mặt này đẹp hơn. Trường này nhìn hay hơn, đúng thật. Mặt này ôm đá lâu năm. Nhìn cái thân của nó biết là nó rất là già. Cây si mà lúc nó ra lọc non thì nhìn rất là đã. Nói chung là chơi cây si người ta không đòi hỏi nhiều về bông tán mịn, mà chỉ cần cốt cây đẹp là ok. Cây này thì dáng rất là độc đáo, trông thì như những con rồng uốn lượn này. Hai con rồng uốn lượn. Cứ tưởng tượng đại đi. Cứ tưởng tượng đại đi. Nó ra cái gì nó ra. Đây là một cây ổi. Cây ổi này tuổi trọng cũng rất là lâu năm rồi. Giá của nó này. Tay cành đầy đủ, đã đủ bóng, đủ tay cành. Cái này chỉ sẵn chơi thôi, không cần chỉnh sửa quá nhiều này. Si Đài Loan, giá cái này là 4,5 triệu. Cái này có nơi còn gọi là cây gừa đây. Đúng rồi, miền Nam gọi là cây gừa, miền Bắc mình gọi là si trắng, si Đài Loan đó. Có người gọi là si da báo đấy, trong da nó rất là hay này. Cái này ôm đá rất nhiều năm rồi. Bác xem này, ôm chặt cái đá này. Tổng thể cây rất là đẹp. Cây si ôm đá tạo lên một tác phẩm hoàn thiện, nhìn cũng rất là đã, với cái giá là 4,5 triệu. Các bác xem kỹ tác phẩm này. Cây này ôm đá được hơn 10 năm rồi. Hòn đá đẹp. Nhìn chỗ này đã. Cây này nhìn hai chiều chỗ nào đẹp. Quay kỹ cho bác xem tác phẩm này. Một tác phẩm rất là tuyệt vời. Dưới ánh nắng rực rỡ hiện lên một tác phẩm rất là tuyệt vời. Cái giá thì nhiều người chơi được. Đây là một cây me. Cây này có bộ tán tự nhiên, nhìn tổng thể rất là đẹp, ấm tán. Cây này tay cành làm rất bài bản đấy.
rất già rồi. Dễ hay này. Tay cành và dăm lại già lắm rồi, không còn gì dây này. Giá cái me này là 7 triệu. Chậu đẹp. Cái me này để ít thời gian nữa là có quả đấy. Linh sam này. Cái này kích thước cũng tương đối. Thông số chi tiết này. Hoành thân, hoành gốc cũng khá to. Giá cái này 2 triệu. Cái này cũng chỉ sẵn chơi về để thêm khoảng độ vài tháng đến nửa năm nữa là tay cành nó to và bóng nó kín hơn, đẹp hơn. Chơi càng lâu càng đẹp hơn. Cái này cơ bản là ổn rồi. Chờ thêm thời gian ngắn nữa bỏ dây là ok. Không phải uốn thêm này. Bác xem. Khế này. Cái khế này có giá 38. Gốc và thân xù xì này. Đường chuyển của thân có những cái nét nghịch. Có xem này. Cái này cũng chờ 1-2 tháng nữa có thể tháo dây được. Tay cạnh khá to. Có nét gần giống rắn long. Long cổ của nghệ nhân Năm Điểm. Rất nghệ thuật. Đây là một cây dưới. Cây dưới nghệ thuật. Ngay cả từng cái chậu để nó cũng rất là đẹp, cũng rất là nghệ thuật. Đây là một cái chum được cắt ra các bác nhé. Cũng tạo dáng nhìn khá là vui mắt. Cái dưới này cành bay và bộ răm này làm rất lâu năm. Già không còn một chu dây nữa. Lá nhỏ này. Bông tán mịn. Đường con áp thân rất quái. Giá cái này là 5 triệu rưỡi này. Đây là một tiểu cảnh Mai Hồng Ngọc. Giá 2 triệu 8. Cái này có bộ rễ khỏe. Cái này đang ra hoa này. Ăn ở trên dưới này. Rất nhiều hoa. Vài ngày nữa là bung hoa. Nụ của nó. Hòn đàn bộ này đẹp. Mai Hồng Ngọc ôm đá. Cây khế này. Cây khế này thì hoành gốc này cũng khá to đấy. Chân vệ quá hay. Rất to và già cái này. Đây là một cây sam. Sam bông à? Sam bông. Phi lao này. Thông số và giá này. Phi lao dáng siêu. Cái đường chuyển của thân cũng rất là nghệ thuật. Những cái đường này chuyển khó này. Nó xem này. Lên này. Và chuyển hướng rất là đột ngột này. Cần thang. Cái này góc hai này.
bóng. Quái cây. Nhìn tổng thể đẹp. Và giá cái này là 650.000. Cái này cũng chỉ để chơi. Chỉ chờ thêm thời gian ngắn nó bỏ dây là ok. Không phải muốn tiền thêm gì nữa. Chỉ có vài trăm ngàn một cây cần thang đẹp như này. Đây là một cây mai hồng ngọc. Cái này là điểm đặc biệt và nổi trội của nó là cái bệ rễ. Rất nhiều những cây rễ nổi lên. 24 giờ. Giá cây là 750.000. 750.000. Đây cũng là một cây mai hồng ngọc. Những cái này có bộ rễ rất là khỏe. Cái này thì hoành gốc nó to hơn và rễ nó cũng nhiều hơn, nhiều và to hơn. Rất to. Và các bạn xem hoa của nó này. Cái này để vài ngày nữa là bung hoa kín mít khu này luôn. Nó đang dã đầy lộ. Cần thang mini 650.000. Đáng trực huyền. Sam. Đang ra rất nhiều hoa đó nha. Gốc đẹp.